cửa. Tách vỏ, tách hộp. Nấu xì gô nhãn. 5kg nhãn. 5kg nước. Cái chảo. Nói 5ml đường. Dầu sôi, trộn chảo sôi. Nấu. Ủ trà 8 phút. Đợi cái này kẹo lại. Cái chưa. Dầm ra cho nó chảy nước. Rồi xí vô nhãn chín. Bỏ đống nhãn nãy vô đây. Cho ra nước. Ngọt xíu. Đã chín. Giờ đổ tất cả vô nhau để làm nước cốt. Không biết nữa. Công thức. Hai muỗng này. Miếng nước. Xíu trà thôi. Ta đang ngoài biểu. Hơi đắng, thêm đường, bán quay bèo. Ta đã có được nước cốt cực đậm. Ta sang qua cái ly. Để ta chia ra. Ngắt rửa ly. Sẽ làm đều. Ta đem cho nước lạnh. Ta đổ nước vô. Tạm ta đổ nước nóng chưa. Khoát. Đá nha. Thử miếng. Như cức. Đừng làm nha. Dở ơi biểu. Ngon quá Thành. Nước kỳ lắm. Như biểu. Cơm ngon hơn. Cam.